Cuộc tập trận Balikatan 2023, cuộc tập trận tác chiến lớn nhất giữa các lực lượng vũ trang Philippines AFP và lực lượng vũ trang Mỹ từ trước đến nay, chính thức kết thúc vào ngày 28 tháng 4. Cuộc tập trận được đánh giá là thành công lớn. Lễ bế mạc cuộc tập trận thường niên có tên Balikatan, vai kể vai, lần thứ 38 được tổ chức tại doanh trại Aguinaldo ở thành phố Quezon. Tờ Manila Bulletin dẫn lời Thiếu tướng Marvin Liquidin, chỉ huy trưởng của lực lượng Philippines tham gia tập trận, chúc mừng 17.600 binh sĩ từ hai nước gồm 12.200 lính Mỹ và 5.400 lính Philippines. Số thành viên tham gia tập trận gần gấp đôi năm ngoái. Cuộc tập trận chung Balikatan bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 và kéo dài đến ngày 28 tháng 4. Hoạt động bao gồm việc cho các máy bay trực thăng hạ cánh xuống một đảo của Philippines ngoài khơi mũi phía bắc của đảo Luzon. Mỹ cũng sử dụng tên lửa Patriot trong tập trận. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới. Ngày 26 tháng 4, quân đội Mỹ và Philippines bắn loạt tên lửa vào một mục tiêu giả định trên Biển Đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ngồi trên tháp quan sát cùng các quan chức cấp dưới và Mỹ để theo dõi hoạt động tập trận diễn ra ở phía bắc thủ đô Manila. Trong cuộc tập trận, 6 quả tên lửa từ hệ thống tên lửa chính xác SIMAS của Mỹ nhắm bắn vào một tàu hải quân Philippines đã ngừng hoạt động neo đậu cách bờ biển khoảng 20 km. Tờ Inquirer đưa tin một vật thể không xác định đã vi phạm không phận cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Philippines, buộc cuộc tập trận phải tạm thời bị đình chỉ. Philippines chưa cho biết đó là vật thể gì. Người phát ngôn của cuộc tập trận Balikatan, Đại tá Michael Logico của quân đội Philippines, cho biết an toàn là ưu tiên hàng đầu khi tiến hành cuộc tập trận. Bất kỳ đối tượng nào xâm nhập vào cuộc tập trận dù cố ý hay vô tình đều ảnh hưởng đến kế hoạch. Cuộc tập trận Balikatan năm 2023 tiến hành sau khi Mỹ và Philippines đạt được thỏa thuận về việc tăng số lượng căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ được phép sử dụng ở Philippines từ 4 lên 9. Tiếp sau cuộc tập trận Balikatan, lực lượng không quân Mỹ USAF và lực lượng không quân Philippines PAF sẽ tổ chức tập trận không quân Cobb Thunder từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 5. Đây là cuộc tập trận Cobb Thunder đầu tiên được tổ chức kể từ năm 1990. Cuộc tập trận Cobb Thunder được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1976 tại căn cứ không quân Clark ở Philippines. Thế nhưng phải ngưng lại sau khi Philippines đóng cửa các căn cứ quân sự ở Clark và Vịnh Subic vào năm 1991. Trong số các máy bay được cho là tham gia cuộc tập trận Cobb Thunder tới đây có máy bay chiến đấu đa năng F-16 của USAF và máy bay phản lực FA-50 của PAF. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.